Hello, xin chào tất cả các bạn, và hôm nay thì chúng ta sẽ vào cùng review cái bộ Playbox. Đây là một thư viện âm thanh từ Native Instruments. Đây thì các bạn có thể thấy đây, mình sẽ mở phần browser. Đây, Playbox. Rồi, và đầu tiên thì trước khi đi vào review thì chúng ta sẽ nói về cái phần chuẩn bị ha. Đầu tiên dĩ nhiên các bạn phải có Playbox, nó được bán với giá $159 trên Native Instruments. Ok, và thứ hai thì các bạn sẽ lấy cho mình cái bộ Free MIDI Progression, cái dòng thứ hai đây ha, 1.79 MB. Các bạn sẽ rất là cần cái này để mà chúng ta có thể sử dụng Playbox một cách hiệu quả nhất. Rồi, đầu tiên là mình sẽ review âm thanh cho các bạn thấy là cái khả năng của bộ Playbox như thế nào. Mình chỉ đang bấm bằng một nốt thôi nha các bạn này. Đây là mình đang bấm nốt C5 trên bàn phím này. Đó, nó sẽ tự tạo ra một cái core set, một cái có nghĩa là một cái tập hợp tất cả các nốt thành một cái hợp âm xác định. Một cái nó sẽ tổng cộng 8 cái hợp âm như thế này, làm thành một chuỗi các hợp âm ha. Chúng ta có thể thay đổi vị trí của nó. Nhưng mà trước đó thì đây, để mà tạo ra một cái ý tưởng idea mới là chúng ta sẽ chơi cái trò gọi là tổ tôm, bồ cua. Rồi, đắc xí ngầu. Rồi, đây chúng ta đã có một cái idea mới, thử xem idea này có tốt không. Sao này được nè. Khi mà mình đã thấy một cái sao được rồi đó thì mình sẽ khóa sao lại bằng cách là các bạn nhấn cái nút ổ khóa ra chỗ sample lại ha. Khi mà các bạn nhấn nút này thì bây giờ nó sẽ không random cái phần sample nữa, mà nó sẽ random tiếp cái phần hợp âm và effect. Rồi, ta sẽ tiếp tục đổ xí ngầu. Đây, như các bạn thấy là cái phần sample nó vẫn giữ nguyên ha. Tiếp tục đổi. Wow. Ok, thấy cái này khá là được rồi. Thì như các bạn thấy ở đây thì mỗi cái cục này nó là một cái sample ha. Chúng ta có thể, đây là, đầu tiên là về phần sample, chúng ta có thể phóng to vào nó coi cái âm thanh như thế nào. Mỗi cái cục này nó sẽ tượng trưng cho một cái âm thanh khác nhau. Chỗ đây là cái swell rig như thế này ha, chúng ta có thể đổi nó qua cái khác. Và như các bạn thấy ở đây á, thì chúng ta có một số cái cục này ở ngay đây ha. Chúng ta có thể đổi thành phần của mấy cái này. Này mà cách là chúng ta cho nó soạn ngẫu nhiên. Này. Như các bạn có thể thấy nó sẽ trùng nhau giữa cái phần sample và cái phần hợp âm ha. Mỗi cái cục này nó sẽ tượng trưng cho một nốt trong hợp âm. Đây ví dụ cái cục này thì nó sẽ tượng trưng cho cái nốt A thăng 2 ở cái hợp âm thứ nhất ha. Nó sẽ tùy vào cái cách random nữa. Bây giờ ví dụ đi cái cục này nè thì nó đang ở cái phần A thăng 2 này ha. Còn cái cục này thì nó đang ở bên cái phần nốt D thăng 3 bên này. Rồi chúng ta có thể random luôn cái phần này bằng cách là chúng ta sẽ shuffle order chỗ này ha. Thì đây nó sẽ shuffle lại
những cái hợp âm của chúng ta để tạo ra một cái vòng hợp âm mới. Hợp âm thì không thay đổi và cái gam hay là cái scale của nó vẫn không thay đổi, nhưng mà cái vòng hợp âm nó thay đổi. Đấy, nếu các bạn không thích cái này thì các bạn có thể dùng cái vòng hợp âm mà chúng ta đã download hồi nãy. Đây, ví dụ mình sẽ bỏ cái vòng này là vòng A trưởng. Đây, A trưởng, mình sẽ xài cái vòng hợp âm là 1564. Thả vô, rồi, nó đã nhận của chúng ta ha. Đấy, hay không các bạn, rất hay đúng không? Rồi, đây chúng ta đã có cái idea của chúng ta như thế này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái phần MIDI của cái hợp âm này ra. Các bạn có thể dùng cái này ha. Còn để mình chứng minh là các bạn có thể lấy hợp âm trực tiếp từ đây ra, thì mình sẽ lấy thẳng từ đây ra luôn. Mình sẽ kéo qua cái phần chỗ cái scaler 2 này ha. Đây, sẽ mở scaler 2 ra. Như các bạn thấy ở đây thì Gala 2 nó có khả năng nó xác định tông cho các bạn. Các bạn hãy làm như sau. Các bạn hãy bấm cái chỗ này nè, bấm cái dấu tròn đỏ. Rồi, và chúng ta sẽ cho Gala 2 chạy. Đây, Gala 2 đã xác định được 4 cái hợp âm của chúng ta ha. Đây là 4 cái hợp âm của chúng ta. Rồi, và nhờ Gala 2 thì chúng ta có thể đưa những cái hợp âm này thành cái chúng ta có thể đem xuống như thế này, và chúng ta có thể xài lại nó bằng cách là dùng cái nút perform này. Rồi, và các bạn hãy nghe thử này. Rồi, và mình sẽ lấy cái này làm hợp âm piano. Mình có thể đổi kiểu đánh của nó ha. Rồi, mình sẽ mang nó qua cái piano yêu thích của mình, piano tech ha. Rồi, mình đã mang nó qua piano tech. Mình sẽ dùng cái preset của mình luôn. Đây, bài. Rồi. Dĩ nhiên là chưa hết, piano thì thường chúng ta có pedal, mình sẽ bật pedal lên. Đây, ở đây thì mình để cái pedal nó hơi nhẹ hơn bình thường một chút xíu. Rồi, chúng ta sẽ chỉnh velocity. Mình sẽ chỉ cho các bạn cái mẹo chỉnh velocity trong piano roll. Đầu tiên là các bạn sẽ dùng nút Alt Delete X ha. Bạn có thể hạ xuống và tăng lên nó như thế này. Ngoài ra nữa thì chúng ta có thể chọn mấy cái này bằng cách là giữ phím Ctrl Shift và chuột trái ha. Và chúng ta sẽ dùng cái nút là Alt R để chúng ta random velocity như thế này. Các bạn không cần phải viết tay, em viết tay rất là mệt và mình cũng không viết tay luôn. Và các bạn có thể đổi seed để nó gieo hạt giống khác cho cái phần velocity của chúng ta. Và mình sẽ quay lại con tách, tiếp tục đánh những cái nốt này để mà nó âm ha. 4 cái nốt màu trắng. Các bạn cũng có thể khóa cái con, có nghĩa là khóa cái phần hợp âm của các bạn ha, để các bạn đổi cái sample và cái FX trở lại. Mình sẽ thử đổi cho các bạn thấy. Chúng ta sẽ lại tiếp tục tung bột cua.
để tăng thêm phần thú vị thì mình sẽ cho nó thêm một tí trống nữa ha. Mình đang có cái Cinematic Lo-Fi ở đây. Mình sẽ kiếm một cái loop luôn cho nó nhanh. Đây, loop này đúng 80 luôn. Đấy, vậy là chúng ta đã có một cái jack lo-fi nhẹ nhàng, đơn giản là phải không các bạn? Hy vọng các bạn thích video, nếu các bạn thích thì hãy để lại một like. Và nếu các bạn thích về Lightbox thì các bạn có thể bình luận để mình có thể review những cái bộ tiếp theo. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.